khi chúng ta dùng bất cứ một cái dòng keo nào mà mình cảm thấy nhanh rụng. Đối với một người thợ làm nghề, chúng ta cần phải kiểm tra lại hai cái sau đây. Cái thứ nhất là môi trường của mình nó có phù hợp với cái dòng keo hay không. Đối với những cái dòng keo bên Honey á, thì mình sẽ chia ra làm hai dạng. Một dạng là trong môi trường máy quạt và một dạng là trong môi trường máy lạnh. Nếu như chúng ta ở trong môi trường máy quạt mà chúng ta xài keo môi trường máy lạnh á, thì chắc chắn là độ bền của chúng ta rất là kém rồi đó. Tại vì những cái dòng keo mà sử dụng trong cái môi trường máy lạnh nó sẽ có một cái thành phần hơi khác biệt một chút tí xíu so với những cái dòng keo mà trong môi trường máy quạt. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng tre keo trong môi trường máy lạnh ở nơi máy quạt thì nó sẽ khiến keo khô rất là nhanh và độ bền rất là kém. Còn nếu sử dụng keo ở môi trường máy quạt trong môi trường máy lạnh thì nó sẽ hơi khó để mà chúng ta nâng cao cái tay nghề mình lên. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai mà các anh chị cần kiểm đó là tốc độ của keo và tốc độ tay nghề của mình. Ở yếu tố này là mình phải đánh giá thực lực của mình thật là chính xác nha. Nếu như mà chúng ta làm chậm, mình mong muốn mua một cái chai keo khô thật là nhanh thì chắc chắn chai keo đó sẽ không giúp ích được về cái độ bền cho các anh chị đâu. Còn nếu như mà các anh chị làm rất nhanh nhưng mà chúng ta lại thiếu cái sự tự tin, mình nghĩ là mình đang làm chậm, mình mua một chai keo khô chậm thì lúc này á, chai keo đó nó sẽ khiến cho các anh chị rất là khó để nâng cao cái tay nghề của mình lên. Thường thì thợ làm nghề mình không có nhiều thời gian để mình nghiên cứu một cái dòng keo đâu. Cứ cảm thấy kém bền là mình sẽ đi mua một cái dòng keo, mình đổi dòng keo liền. Thì cái đó cũng là hiển nhiên thôi. Nhưng nếu tốt hơn hết á, các anh chị mình tìm một cái chỗ mua keo mà chỗ đó có thể tư vấn cho các anh chị từ tay nghề cho tới môi trường thì các anh chị rất là ok. Và khi kém bền các anh chị có thể phản hồi ABCYZ này nọ, thì nhà sản xuất đó, nhà phân phối đó sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách khắc phục. Và chắc chắn là không có ai muốn bán cho các anh chị một cái dòng keo mà nó kém bền để mất uy tín để làm gì đâu. Vì vậy khi mà dòng keo của các anh chị mua mà không có đúng như chất lượng á, vì vậy khi mà các anh chị mua một cái dòng keo mà không đúng như mình mong đợi thì các anh chị hãy liên lạc để nhà sản xuất đó hướng dẫn cho các anh chị cách khắc phục nha. Và ngoài cái môi trường và cái tay nghề ra còn có một yếu tố rất quan trọng nữa, đó là cái kỹ thuật của các anh chị. Và cái này Honey sẽ nói ở cái video tiếp.